Rồi ok, bài đọc nào, điền ha. What kind of music do you enjoy? Bạn thích loại nhạc gì? Some people like going to concert. Classical. Đúng rồi, classical concert, nhạc cổ điển, buổi hòa nhạc cổ điển. Hoặc là nghe dàn đồng ca orchestra. Những nhạc sĩ mặc gì, quần áo rất là formal, trang trọng. Và khán giả, audience, các bạn ghi vào khán giả, audience. Khán giả sao? Silent là giữ trật tự. Silent là giữ trật tự, im lặng đó, im lặng. Im lặng. Cho tới khi kết thúc cái gì? Buổi biểu diễn đâu? Performance. Performance, đúng rồi. À, performance rồi. Ok, câu 2A, performance. Nếu bạn là một fan của rock and rock music nha, rock music nha. Nhạc rock là nhạc gì? Nhạc gì mà nghe rất là ồn ào náo nhiệt ha. Bạn có thể nhảy theo nhạc hoặc là hát theo những bài hát rock tại cái football stadium, sân vận động của bóng đá, hoặc là trong công viên. Câu số 3. Cái gì music thường được chơi? Cái gì music? Nhạc gì? Nhạc gì thường được chơi ở đám cưới? Wedding là đám cưới, ghi vào. Wedding, đám cưới. Wedding, đám cưới. Và party là tiệc tùng. Nhạc gì ở rất nhiều quốc gia? Nhạc gì thường được chơi? Thường được chơi, thường được hát ở đám cưới và tiệc tùng. Bây giờ mình có nhạc truyền thống là nhạc nào? Cái từ nào trong ba từ này là truyền thống? Historical, traditional, national, chọn cái nào? Very good, traditional, truyền thống. Nhạc truyền thống. B, 3B. Nhạc truyền thống. Ok. Rồi ngày nay, nowadays, ngày nay, weekend, câu số 4, chấm chấm music ở shop và list. Trời ơi, câu này là câu cho điểm. Nghe nhạc thì phải listen to music rồi. Nhờ, listen to music. Rồi, thanh thiếu niên thậm chí nghe nhạc khi họ gì? Study, do, go, chọn cái gì? Study. Đúng rồi, học hành, study. Nghe nhạc khi học. Cô. Âm nhạc có ở everywhere, là mọi nơi, khắp mọi nơi, được chưa? Rồi, xuống bài dưới. Bắt đầu là phát minh ra cái ý tưởng tồi tệ nào đó. Câu tiếp theo. Bây giờ này là cô chỉ trao cái bài cực kỳ khó để cho tất cả mọi người giải, như ai giải. Đúng, cô cho gì sớm 15 phút. Lên mà làm thầy giáo đi. Rồi, bài 2, speaking. Hãy làm việc theo cặp. Tưởng tượng bạn vừa mới đi thăm một trường trung học cơ sở. Hãy hỏi và trả lời các câu hỏi. Sử dụng những đề nghị dưới đây. Where the school? Nha, where the school is? Trường học ở đâu? How many teachers and students are there? Có bao nhiêu giáo viên học sinh ở đó? What school facility are? Có bao nhiêu cơ sở vật chất của trường là gì? The what school outdoor activities students do? Học sinh làm những hoạt động ngoài trời gì? Bây giờ cô hỏi các bạn trả lời. Nào, giả dụ đi thăm trường Nguyễn Du hay là Phạm Hồng Thái đây ha? Phan Bội Châu. Ờ, Phan Bội Châu hả? Rồi. Mình đang trường trung học cơ sở mà. Phan Bội Châu là ở trên học đường Hùng Vương đúng không ta? Phan Bội Châu cấp 3 rồi, đây cấp 2. Hỏi nha. Where is the school? Trả lời sao? Is in Pleiku City. Xong. Hoặc là is on Hùng Vương Street. Ơi. Ừ. How many teacher? How many teacher and student are there? Now. How many teacher and student are there? There are 100 1000 student and 50 teacher, được không? Rồi, tôi trả lời nha. What school facility are there? Có cơ sở vật chất gì? It has. Hoặc là there are, hoặc there is. Two computer room, one, a library, one library, a gym, a science lab, vân vân và mây mây. Câu tiếp theo, what school outdoor activity student do? Yes. Nào, học sinh ở đó làm những hoạt động ngoài trời gì? Day, 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 day gì? Day, play, badminton, day, gì nữa? Play game. Swim, rồi, go, gì nữa? Go swimming. Play football. Rất là nhiều ha. Rồi bỏ qua bài số 2, chuyển sang bài số 3, bài nghe. Hai bài nghe luôn đó các bạn. Hãy nghe một người đàn ông đang nói chuyện về bữa ăn ở nhà hàng và tích vào những cái tính từ bạn nghe được. Rồi đọc cô tính từ nào. Fresh, tươi. Fresh. Đọc đi. Fresh. Fresh. Tasty. Tasty. Fine. Fine. Delicious. Delicious. Expensive. 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 Rồi bài số 4, nghe lại và điền vào chỗ trống. Start là bắt đầu. A starter là món khai vị. Main dish món chính, có món gì, món gì?
dessert, một tráng miệng là kem. Đồ uống là một ly gì? Bây giờ các bạn nghe và đi làm hai bài luôn cho cô, nghe hai lần làm hai bài. Review 2. Page 71. Skills. Listening. Nghe hai lần. Activity 3. Listen to a man talking about his meal at a restaurant and tick the adjectives you hear. Rồi, từ từ. Ghi cho cô, fresh là tươi, ghi vào. Fresh là tươi. Tasty là ngon. Fine là tốt. Delicious là ngon. Expensive là đắt. Ghi vào. Số bài số 2, bài số 4, starter là món khai vị. Starter, món khai vị. Ừ, giống như là mình hát súp đó. Main dish, món chính. Món chính. Dessert, món tráng miệng. Món tráng miệng mình hay ăn nho, ăn sữa chua đó, rau câu ấy. Drink, đồ uống. Được chưa? Ok là. Rồi, bây giờ nghe nhá. Last weekend, I went to a restaurant near my sister's home. For a starter, I had a fresh salad. My main dish was fish. I really enjoyed the spices in it. The vegetables were good, very fresh and tasty. For dessert, I had an ice cream. It's usually delicious, but this time it wasn't very sweet, so I didn't eat much. Then I had a glass of juice. I think the meal was okay. Track 45. Review 2. Page 71. Skills. Thôi là bài 3 trước đi. Tập trung bài 3 trước đi. Activity 3. Listen to a man talking bài 3 nha. Cô đi kiểm tra đáp án nha. At a restaurant and tick the adjectives you hear. Last weekend, I went to a restaurant near my sister's home. For a starter, I had a fresh salad. My main dish was fish. I really enjoyed the spices in it. The vegetables were good, very fresh and tasty. For dessert, I had an ice cream. It's usually delicious, but this time it wasn't very sweet, so I didn't eat much. Then I had a glass of juice. I think the meal was okay. Track 45. Nào, kiểm tra đáp án. 2. Page 71. Skills. Listening. Activity 3. Listen to a man talking about his meal at a restaurant and tick the adjectives you hear. Last weekend, I went to a restaurant near my sister's home. For a starter, I had a fresh salad. Fresh salad. My main dish was fresh fish. Out. I really enjoyed the spices in it. The vegetables were good, very fresh and tasty. Tasty. For dessert, I had an ice cream. It's usually delicious. Delicious. But this time, it wasn't very sweet. Battle. So I didn't eat. Rồi, số bài dưới nha. Then I had a glass. Nghe nè, bài dưới. Xem món khai vị nó ăn gì. Listen to a man talking about his meal at a restaurant and tick the adjectives rồi. You hear. Nghe ha, xem món gì nha. Last weekend, I went to a restaurant near my sister's home. For a starter, I had a fresh salad. Fresh salad. My main dish was fish. I really enjoyed the spices in it. The vegetables were good, very fresh and tasty. For dessert, I had an ice cream. It's usually delicious, but this time it wasn't very sweet, so I didn't eat much. Then I had a glass of juice. I think the meal đấy, was okay. Đấy. Nghe lại, đọc chi à? Chút. Chút. And
nha. Tick the adjectives you hear. Nha. Last weekend, I went to a restaurant near my sister's home. For a starter, I had a fresh salad. My main dish was fish. I really enjoyed the spices in it. The vegetables were good, very fresh and tasty. For dessert, I had an ice cream. It's usually delicious, but this time it wasn't very sweet. So I didn't eat much. Then I had a glass of juice. I think the meal was okay. Talk in his sister's home. For a starter, I had a fresh salad. Fresh salad, được chưa? Fresh salad. My main dish was fish. Fish nè. I really enjoyed the spices in it. Tôi rất là thích cái vị ngon của cá đó. The vegetables were cái good. Cái gì đó? Vegetable. Rau, nó ăn rau nữa. Ok. Là cá với là rau. Ăn rau với cá. Ủa sao bắt đầu ăn? Ừ. Ăn vậy đó, kệ nó, người nước ngoài mà. Rồi, đâu ăn như mình đâu. Good, very fresh and tasty. For dessert, I had an ice cream. It's usually delicious, but this time it wasn't very sweet. So I didn't eat much. Then I had a glass of juice. Juice nha. I think the meal was okay. Juice, nước ép, nó uống nước ép, ok chưa? Rồi, xuống bài dưới, bài writing các bạn. Viết một đoạn văn 60 từ nói về bữa ăn, một bữa ăn mà bạn ăn ở nhà hàng. Tuần trước, bố mẹ tôi và tôi đã có một bữa ăn ở một nhà hàng nho nhỏ ở trung tâm thị trấn để mà ăn món khai vị. Tôi ăn gì? Viết vào. Viết vào, viết tiếp vào. Cho ông Phong ăn. Xít. Rồi món chính. Xít. Cô. Rồi món tráng miệng. Cho mày xít. Rồi món thịt. Rồi nó uống một ly. Xít. Phong thư gốm. Món chính. Kho món chính. Các bạn ghi tiếp vào. The main dish. Main dish là món chính. We. Là chúng tôi. Chúng tôi đã ăn gì? Ăn gì? Ăn gà chiên. Gà. Bò. Ăn rau. Kho. Dessert. Này for German dish đúng không? For dessert. We. Hát. Chúng ta ăn gì? Tráng miệng ăn gì? Ăn nho. Bố mẹ tôi uống bia.
gì đơn giản như này có điểm rồi. 5 điểm là có điểm rồi. Cần gì dài dòng đâu. Đây là 60 phút cổ. Ôi ui của em. Rồi lấy sách bài tập ra review. Lây bệnh hả? Lây bệnh xong hả?